Lạc Thiên Tường, Chủ tịch Hiệp hội Đồ cổ Bắc Kinh, mời tôi tham gia chương trình giám định đồ cổ, nhưng tôi bị người mới nổi của ngành giám định đồ cổ chế giễu. Đại Thiên, cuối cùng bạn đã đến. Người này là ai mà đích thân Chủ tịch Lạc phải chào hỏi vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Lạc như thế này. Hay anh ta là khách mời trong chương trình thẩm định đồ cổ? Hơi tắc đường nên tôi đến muộn một chút. Buổi quay hình thẩm định kho báu sắp bắt đầu, chúng ta vào thôi. Osake vừa bước vào trường quay, ban giám khảo đã có hai người ngồi. Đây là Đỗ Hải Sinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đồ cổ Bắc Kinh. Chào ông Đỗ, hóa ra cậu là Đại Thiên, Chủ tịch Lạc đã kể cho tôi nghe về cậu, quả là tài năng trẻ. Quá khen, quá khen. Tôi vẫn còn nhiều điều phải học hỏi từ bạn. Tuổi trẻ tài cao không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, khiêm tốn và kiên định, nhất định tương lai sẽ sáng lạng. Ông Đỗ quá khen. Đại Thiên, đây là Điền Lương, một ngôi sao trong ngành thẩm định đồ cổ ở Bắc Kinh, cũng là một người trẻ tài năng, kiếm tiền rất giỏi từ đồ cổ. Chào anh, Chủ tịch Lạc, ông có nhầm không? Trong một dịp quan trọng như vậy, lại cho ếch nhái lên hình sao? Nó sẽ hủy hoại danh tiếng Hiệp hội Đồ cổ Thủ đô. Ta biết rất rõ thực lực của Đại Thiên, hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy sao, thầy của bạn là ai vậy? Tôi không có thầy, tôi chỉ tự học hỏi thôi. Hóa ra là vậy, không có thầy sao vậy, bạn ăn gì mà dám dũng cảm đến đây vậy? Anh Lạc mời tôi đến nên chắc chắn anh ấy nhận ra sức mạnh của tôi. Bạn không tin anh Lạc sao? Đừng gieo rắc sự bất hòa ở đây. Ý tôi không phải như vậy. Vậy thì im mồm, tôi được anh Lạc mời, anh không có quyền lên mặt với tôi. Đừng nói nhiều, để xem tài năng của anh đến đâu. Buổi thẩm định sớm bắt đầu. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Kính thưa quý vị khán giả tại hiện trường và trước TV, hoan nghênh mọi người đến xem thẩm định đồ cổ do Top Man Hua tổ chức. Chương trình thẩm định hôm nay, quá trình của hôm nay vẫn diễn ra như thường lệ. Các bạn khán giả lấy đồ cổ ra và để các chuyên gia ở đây thẩm định món đồ đó. Bây giờ hãy mời người đầu tiên. Vừa dứt lời, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên bước ra. Xin chào mọi người, tôi họ Vương, đây là vật gia truyền của gia đình tôi, xin nhờ chuyên gia xác định. Ông Vương, ông hãy mở ra cho mọi người cùng xem bức thư pháp đó đi. 13 dòng thư pháp của Vương Tiên Tri, nhưng chỉ là bản sao của một người nhà Đường sao lại. Giá khoảng 50 đến 60 triệu đồng, thật không ngờ bức thư pháp này là sao chép mà lại có giá cao đến vậy. Đây là giấy cứng màu vàng thời nhà Đường, nó được viết trên Jin Marjian. Cậu Trần, cậu có biết gì không? Rất rõ ràng, thư pháp của Vương Tiên Tri số 63 thời nhà Tống, tao nhã, ngay thẳng, tự do và thoải mái, chắc chắn là đồ thật. Điền Lương tự tin lên mặt. Hoàn toàn không có ý định tôn trọng tiền bối. Không phải bạn nói ai đó rất mạnh mẽ sao? Hãy để anh ấy nên tiến đi. Tôi là hậu bối, nên mời Chủ tịch Lạc và Phó Chủ tịch Đỗ trước. Tôi nghĩ bạn không biết gì cả. Này Điền Lương, đang ghi hình chương trình nên tôi không muốn nổi giận đâu. Điền Lương ngượng ngùng cúi đầu. Tôi cũng nghĩ đây là kinh điển của Vương Tiên Tri. Đại Thiên, cậu nghĩ sao về nó? Tôi không nghĩ đây là đồ thật. Tại sao đây không phải là tác phẩm thật? Đây là vật gia truyền của gia đình tôi. Bạn thực sự không hiểu gì. Mọi người đều nói là đồ thật, nhưng bạn lại nói là đồ giả. Tôi nghĩ bạn chẳng biết gì về đồ cổ cả. Ông Vương, đừng lo lắng, tuy bức này không phải là đồ thật, nhưng nó cũng là món đồ cổ. Bạn đang nói vớ vẩn gì vậy? Bạn nói nó không phải là đồ thật nhưng lại là đồ cổ. Bạn có hiểu về đồ cổ không? Ăn nói tào lao bì đao, hãy đi ra ngoài đi, đừng tự làm mình xấu hổ ở đây. Người này có ý gì chứ? Đồ thật là thật, đồ giả là giả, đồ giả như là đồ cổ, là sao khó hiểu? Làm sao một cậu bé miệng hôi mùi sữa có thể biết định giá đồ cổ? Rõ ràng là anh ta đã lẻn vào. Tôi không hiểu gì khi nghe lời giải thích của hắn. Bạn có thấy không? Mắt mọi người rất sắc bén. Bạn chỉ là một kẻ không hiểu gì cả. Ra ngoài ngay, để tránh làm hỏng quá trình ghi hình của Hiệp hội Đồ cổ của chúng tôi. Đừng nói nữa. Đại Thiên, hãy cho tôi biết lý do 13 dòng thư pháp của Vương Tiên Tri trình bày được viết trong Luo Shen Fu của Cao Hy phải không? Đúng, đó là sự thật. Hỏi câu này có ích gì? Ai cũng biết điều này. Có gì để khoe? Có vẻ như bạn biết rất rõ. Đó là điều tự nhiên. Ông nội tôi là Điền Vĩnh Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đồ cổ Quốc gia. Tôi bắt đầu nghiên cứu về đồ cổ khi mới 5 tuổi. Bạn có thể đâu mà dám lên tiếng? Thế cơ à? Vậy cho tôi hỏi, 13 dòng thư pháp của Vương Tiên Tri ban đầu được viết trên gì? Tất nhiên là nó được viết trên giấy. Bạn có cần phải hỏi điều đó có nhiều loại giấy? Nó được viết trên giấy nào? Bạn có biết không? Đừng giả vờ nữa ở đây. Có những loại giấy nào cơ sao tôi chưa nghe bao giờ. Đó là do bạn thiếu hiểu biết hạn hẹp. Thật là vô lý. Bạn dám nói tôi thiếu kiến thức. Bạn quá kiêu ngạo. Hãy hỏi hai tiền bối xem họ có biết 13 dòng thư pháp được viết trên giấy nào không. Sắc mặt Lạc Thiên Tường đột nhiên thay đổi. Thằng nhóc con này láo quá rồi, sao nó dám so sánh chúng ta với nó cơ chứ? Kể cả cháu trai của Điền Vĩnh Phong thì đã sao? Không thể để nó tắc oai tắc quái được, nhưng không thể tỏ ra tức giận khi ghi hình chương trình được. Đại Thiên, bạn nghĩ thế nào? Để tôi nói cho bạn biết, nguyên bản 13 dòng thư pháp được viết trên giấy Jinma. Nhưng bức trước mặt đây không phải là giấy Jinma. Giấy Jinma là gì? Nó trông như thế nào? Giấy Jinma là một loại giấy trắng, trắng như tuyết, giấy Jinma dày hơn giấy bình thường. Có sợi gai dầu rải rác ngẫu nhiên và tờ giấy trước mặt không phải màu trắng. Vậy rõ ràng bức thư pháp này không phải là bức thật của Vương Tiên Tri. Tôi không ngờ rằng chàng trai trẻ này lại khá có năng lực. Như vậy thì mới được gọi là chuyên gia. Thật ngạc nhiên khi còn trẻ mà lại hiểu biết đến vậy. Con trai tôi cũng sắp xỉ tuổi cậu ta, nhưng suốt ngày đàn đúm rượu chè, chả chịu chí thú làm ăn.
Lúc này sắc mặt của Điền Lương đã vô cùng xấu xí. Bạn nói vậy, bạn có bằng chứng gì không? Nếu bạn muốn có bằng chứng thì sẽ khó. Theo truyền thuyết, 13 dòng thư pháp có 2 bản lưu hành thời nhà Tống và nhà Đường. Bản thứ nhất được viết trên Jin Ma là của Vương Tiên Tri, cái còn lại viết trên giấy cứng là bản sao thời nhà Đường. Mọi người hãy nhìn vào nó xem, giấy màu vàng, ánh sáng rõ ràng là giấy vàng của Đường Vận, nên chắc chắn không phải là tác phẩm gốc của Vương Tiên Tri. Đây là bản sao của Lưu Trung Quân, một nhà thư pháp thời Đường. Dù nó không phải bản thật nhưng cũng là đồ cổ. Ồ, hóa ra là như vậy, cuối cùng tôi đã hiểu anh ấy nói. Điều kinh ngạc là anh chàng này trẻ như vậy đã hiểu biết rộng. Bạn nói đây là giấy vàng nhà Đường, có chắc không đó chỉ là những lời nói suông và vô nghĩa của bạn? Tại sao chúng tôi phải tin lời của bạn nói? Tôi có thể chứng minh. Bạn là ai và bạn có bằng cấp gì? Tôi là giáo sư khoa lịch sử của Đại học Bắc Kinh, tôi nghĩ rằng mình đủ tư cách để chứng minh điều này. Ôi chúa ơi, Đại học Bắc Kinh là một ngôi trường lịch sử rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Không ngờ giáo sư Xi cũng đến. Tôi thường thích xem chương trình này, hôm nay tôi mới có cơ hội đến xem chương trình. Không ngờ hôm nay lại gặp được một chương trình như vậy. Bức tranh thú vị, anh chàng thật tuyệt vời. Anh ấy rất am hiểu về lịch sử, anh ấy thậm chí còn biết về giấy vàng thời nhà Đường. Giáo sư Xi quá khen rồi hả? Tung cuộc có 5.000 năm lịch sử nhưng chúng ta mới chỉ ở bề mặt của nó. Giấy này quả thực là giấy vàng cứng thời nhà Đường. Và chàng trai trẻ này hoàn toàn nói đúng. Thanh niên kia, bạn còn thắc mắc không? Không dám, tôi không dám nữa. Bức tranh đó đúng như lời chàng trai trẻ ấy nói, là bức của Lưu Công Tuyền đời Đường chép lại. Vậy thì vật gia truyền này của gia đình tôi có giá trị gì không? Nó đáng giá bao nhiêu bạn phải hỏi những chuyên gia về đồ cổ này. Tôi chỉ chịu trách nhiệm nghiên cứu lịch sử và tôi không biết về định giá đồ cổ. Đại Thiên, bạn biết món đồ cổ này trị giá bao nhiêu không? Tôi đoán nó trị giá khoảng 50 triệu đến 60 triệu. Giá trị ước tính của món đồ cổ này vào khoảng từ 50 triệu đến 60 triệu đồng. Tất cả các bạn có ý kiến không? Không vấn đề. Cảm ơn các chuyên gia. Tiếp theo, Đại Thiên xác định một số cổ vật, một số là đúng và một số là sai. Chương trình thẩm định đồ cổ thành công rực rỡ. Đại Thiên đang bước ra thì điện thoại reo, là Dương Yến Vi đang gọi. Đại Thiên, tất cả các thương nhân đã đến văn phòng rồi. Được, tôi sẽ đến đó ngay. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.